YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng đi nào. Xin chào các bạn, em bây giờ sẽ vào chi tiết tô màu nha các bạn. Thank you.
khai quang, hoặc là thần tượng Phật chưa qua khai quang thì không nên. Về các hòa thượng trong chùa hiện nay, các đại pháp sư trên chỉ đều đã qua đời không còn tại thế. Từ sau đại cách mạng văn hóa, trong những tiểu hòa thượng còn như vậy theo mình nữa. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng đi nào. Xin chào bạn, bây giờ xin mời đi tiếp tục màu các bạn. Thì phát xuất ra một cái đại não mà thì nó không có
đi học nhiều. Nhu cầu chính phát minh hữu trong sinh nhật là không có căn nhân của mọi phương diện. Muốn cầu Phật hỏi ai là Phật, muốn cầu Phật hỏi nếu không tin thì hãy bảo tôi rằng kẻ người thứ nhất đến trước tự Phật chưa được qua khai quan là hãy lại một cái là học rồi. Hiện nay phải Phật hỏi có mấy người mang trong tâm mong muốn cầu Phật đã chính quả những lượng như thế quá ít. Mục đích của đại đa số người phải Phật là gì? Kê vai giải nạn tham tài, họ cầu những thứ ấy. Đó có phải là những điều trong kinh điển Phật giáo không? Hoàn toàn không phải những thứ như vậy. Xin chào mình đến đây kết thúc nha bạn. Xin chào tất cả.